Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Sáng ngày 18 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị lần thứ 9 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp phiên bế mạc. Tại hội nghị này, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị đánh giá cao sự chuẩn bị của các tiểu ban, ban chấp hành trung ương nhất trí về cơ bản với dự thảo đề cương các báo cáo và cho nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với các đề xuất, kiến nghị của các tiểu bang. Trung ương yêu cầu các tiểu ban cần khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị, hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát, trên cơ sở đó sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra, trình bày ngắn gọn súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trung ương đặc biệt nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đang xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh. Hạnh phúc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, 100 năm thành lập nước. Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 13 các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của Đảng, bổ sung, phát triển năm 2011, đồng thời bám sát vào cương lĩnh, nghị quyết đại hội 13, các nghị quyết Trung ương khóa 13 và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh, phân tích sâu sắc các nguyên nhân. Dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước, khu vực và thế giới để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng lưu ý, phải chăng sau 40 năm đổi mới chúng ta đã thực sự hình thành được lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam, trong nhiệm kỳ này cần phải tập trung ưu tiên thực hiện thật tốt 12 định hướng phát triển đất nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm như trong đề cương báo cáo chính trị đã nêu và đặc biệt là nên chăng trong giai đoạn phát triển mới vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược đã được đại hội 13 đề ra, tuy nhiên cần tập trung vào những nội dung rất then chốt, cụ thể hơn như xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, thu hút, bồi dưỡng, phát triển trọng dụng nhân tài và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để thực sự tạo ra đột phá phát triển. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, Ban chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.